Không. Sao vậy hả? Sao suốt ngày suối má tôi? Sao suốt ngày suối má tôi làm chuyện tào lao hoài vậy hả? Lại nha. Không. Sao vậy hả? Sao suốt ngày suối má tôi làm chuyện tào lao hoài vậy hả? Cô nha 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 nha. Suốt ngày cứ suối bậy không à. Cô, má ơi là má. Ai nói cái gì má cũng tin. Hãy ai nói cái gì má cũng tin hết. Mình kinh doanh buôn bán phải tính toán cho nó kỹ lưỡng. Chứ ai nói gì má suối bậy suối bạ má cũng tin là chết luôn hết. Chứ ai nói gì má suối bậy suối bạ. Lại. Chứ ai nói gì má suối bậy suối bạ. Chứ ai nói gì má suối bậy suối bạ má cũng tin là chết luôn á. Con nói thiệt với má nha. Con nói thiệt với má nha. Mấy cái vụ mà dàn máy karaoke nhạc này đó, nhạc này nọ đó. Mấy cái vụ mà dàn máy karaoke nhạc này nọ đó. Mấy cái vụ mà dàn máy hát karaoke nhạc này nọ đó. Là ở trên thị xã. Là ở trên thị xã, người ta là chủ lớn. Rồi. Người ta làm được, còn mình ở dưới vùng quê. Mình làm kiểu đó sao mình làm được, lỗ chết luôn đó. Mình làm kiểu đó sao được. Mình làm kiểu đó sao được, lỗ chết luôn đó. Mình làm kiểu đó sao mình làm được, lỗ chết luôn đó. Nếu má muốn mở á, má mướn nguyên đội kèn tay về đi. Rồi gì? Thổi cho nó phù hợp với quê. Rồi thổi cho nó phù hợp với quê. Phù hợp với quê. Cái miệng anh là vậy à, phù hợp với cái chất quê. Phù hợp với chất liệu. Phù hợp với cái chất quê. Có nghe là cái miệng đó kìa. Đúng rồi, vô rồi đó. Ồ. Nhưng mà má làm vậy không có được đâu, con nói thiệt đó. Ôi, kịch bản này là ban hơi nhiều rồi đó. Như vậy chỉ có nước lỗ thôi rồi. Hết phân đoạn rồi đó. Đây là phim mới Xui Gia Khắc Khẩu tập 6. Má ơi, con xin lỗi má. Anh nghĩ gì được chưa? Má về em phải nói y chang vậy đó. Cứ nói, chỉ cần nói y chang như vậy là má anh tha lỗi liền à. Chỉ cần nói y chang như vậy là má anh tha lỗi liền à. Chỉ cần nói y như vậy là má anh tha lỗi liền à. Được, tin anh đi. Được, tin anh đi. Cái con chanh này không biết có cách nào mà dắt cho nó cạn nước. Ui dạ. Dắt chanh. Dạ, thưa tía con mới qua. Thưa bác Bảy con mới qua. Dạ, tía coi tía qua khuyên răng. Khuyên răng má con giùm cái. Dạ, tía coi tía qua khuyên răng má con giùm cái. Tự nhiên giờ cái đòi mua nguyên vàng karaoke. Hát với nhau nghe gì?
Rồi cái tăng sao? Không nguyên dạng cái đó ok hết. Để gì hút khách gì đó. Rồi, hiểu anh. Mua nguyên dàn karaoke hát với nhau nghe để gì hút khách gì đó. Rồi thôi luôn. Hai vợ chồng con khuyên muốn gãy lưỡi mà không có được. Vinh lại gặp lại người quen mà mình đã từng làm rất mình đã lòng rất là nhiều phim rồi. Đó là diễn viên Lâm Thế Thường, ý lộn Lương Thế Thành. Mọi người xem clip nhớ like và subscribe cho Vinh nha. Xin cảm ơn. Bye bye.